Xin chào bà con, tôi là Phạm Hạnh, rất vui gặp lại bà con trong chương trình Thủy sản 24 giờ ngày hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại thành phố Móng Cái, nơi giáp danh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ở nơi đây thì bà con đang nuôi trồng tôm như thế nào? Quý vị đừng rời khỏi màn hình để tìm hiểu xem những dòng vi sinh, những loại giống nào đang được bà con nơi đây sử dụng trong mùa lạnh này. Xin chào mọi người, tôi là Hưởng, hiện tại tôi đang nuôi ở bên khu 9, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích nhà tôi nuôi là 450 m². Tất cả diện tích sử dụng là khoảng 3 ha. Sử dụng đang lót bạt là 1 ha, 2 ao dèo và 4 ao nuôi. Tôi đã dùng của tất cả sản phẩm của vi sinh và gan của Việt Đức. Hiện tại là tôi đang sục hai phi là sục vi sinh TZ1 và TZ2 của Việt Đức để đánh đáy vừa gây màu. Thời gian ủ những cái này thì như thế nào? 4-8 tiếng. Nó đang màu đang đặc rồi. Thường thì thời gian cho ăn những cái này thì như nào và công dụng nó? Tạt xuống vào có màu thì tạt buổi đêm, không có màu thì tạt buổi sáng. Điều quan trọng nhất là một loại vi sinh làm sạch đáy ao, mà một vi sinh gây màu. Ao 400 thì đánh nửa lạng. Sau khi sử dụng thì màu nước thì nó lên màu trà đẹp, tôm lột đều và khỏe. Tôi dùng rất hiệu quả, giảm chi phí. Nước là màu tảo khuê, phải thoáng nước. Trong giai đoạn này chủ yếu là chỉ có gan tạt là quan trọng nhất. Lúc bé này tôm trộn mồi nó không hấp thu được. Tôm Phan Văn Mai ở thôn Bình Hải, xã Tân Bình, huyện Lâm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục thả vụ đông để mật độ là khoảng tầm 450 con một mét vuông. Như ở khu đầm tôi là một năm tôi nuôi 4 vụ, mỗi vụ là rơi 3 tháng. Tỷ lệ thành công là rơi vào đến 98%. Giai đoạn dèo thì trong ao hương là 22 ngày. Ra ao cấp 2 khoảng tầm 30 ngày, còn là ở ao thương phẩm khoảng tầm 31-32 ngày là tôm sẽ đạt về size khoảng tầm 31-32 con. Đấy là vụ hè, còn vụ đông thì cũng nuôi 3 giai đoạn như thế, nhưng mà tôm chỉ 90 ngày chỉ đạt khoảng tầm 40-42 con. Đấy, một năm 4 vụ. Đấy, quy trình nuôi là theo của khoa học công nghệ Việt Đức là nuôi như vậy. Một vụ là lời một đầm rơi khoảng tầm 6 tấn đến 6 tấn 8, mình lời khoảng tầm 700 triệu. Tôi biết cái dòng thuốc của công ty khoa học công nghệ Việt Đức này là từ tháng 4 năm 2020. Là bắt đầu tôi bắt tay vào làm cùng với công ty khoa học Việt Đức. Sản phẩm thì tôi thấy dùng được tốt. Thì tin tưởng vào công ty thì tôi dùng 4 vụ này đều thành công hết. Không có gì là khó cả. Nói chung là chung quy lại là công nghệ đấy là được, là nuôi tốt, thành công trong các vụ nuôi. Con tôm ăn thì nó thơm, giòn, người tiêu dùng thì nó đánh giá cao về chất lượng con tôm, không kháng sinh, tôm sạch. Khác so với thông thường nuôi ao đất là mình nuôi ao bạt, nuôi 3 giai đoạn là tôm có thể là nó phát triển nó nhanh hơn một chút. Bởi vì là ao đầm là mình vệ sinh sạch, cho nên là từng giai đoạn một. Mỗi giai đoạn nó chỉ có 20-30 ngày thôi. Và dựa theo quy trình của cái vi sinh TS1, TS2, TS3 của công ty khoa học Việt Đức đấy, thì nói chung là nó làm sạch nước, sạch đáy, sạch ao. Bởi vì tôi nuôi theo công nghệ khoa học Việt Đức thì năm nay 4 vụ rồi, thì đều thấy nó dòng vi sinh là đánh xuống nước non rồi thì bạt bu. Tôm tiếc nó khỏe mạnh, sạch sẽ. Có công ty khoa học Việt Đức cũng có hỗ trợ về kỹ thuật, rồi thì vi sinh,
chế phẩm sinh học. Tới đây tôi cũng có dự tính là ao nuôi nâng cấp cải tạo lại một chút. Nói chung là tiềm năng kinh tế ở cái huyện Đông Hà này thì chủ yếu là cái huyện thuần nông mà, chủ yếu phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Trước đây thì nuôi tôm thì ai cũng có thất bại, nhưng mà từ lúc bắt đầu nuôi theo cái công nghệ mà chế phẩm sinh học ấy, thì tôi thấy là theo con đường nuôi trồng thủy sản này là nói chung là tốt, có hướng đi mở rộng. Cái tư duy hồi xưa đó thì cái môi trường nước nó bị ô nhiễm là nuôi nói chung là thành công rất ít, tỷ lệ nó chiếm khoảng 10%. Sử dụng cái sản phẩm này thì từ lúc mình nuôi giờ mình chưa gặp cái vấn đề gì, là do cái sản phẩm này nó khống chế được cái màu nước, rồi nó bảo vệ được cái môi trường, nó giúp cho con tôm khỏe mau lớn, cái người nuôi là có lợi nhuận cao. Mình sử dụng cái vi sinh Emunit này là nay là 62 ngày, màu nước vẫn ổn định, không thay đổi màu, màu nước rất đẹp. Cái xe tôm này hiện tại giờ nó về khoảng chừng 40 con, nói chung là cũng đã. Chúng tôi có những các cái vi khuẩn nó sinh ra kháng sinh, mà nó diệt được nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác nhau. Đơn giản như là cái bệnh gan tụy, nó làm gan tụy lát bét trong một thời gian là cho tôm chết rất nhanh. Thì chúng tôi có các cái chế phẩm chứa các vi sinh vật để diệt được các tác nhân đấy. Có lẽ không phải dễ nhiều các cái chế phẩm lưu hành trên thị trường có được cái đặc điểm này. Hiện nay chúng tôi rất tán thành cái Emunip này. EM là vi sinh vật hiệu quả. Thì ông Toriga ông dùng và ông đưa ra cả thế giới là. Thế thì khi ông sang Việt Nam, tôi đã biết vào năm 90, thì chính giáo sư Phạm Văn Ti, người mà làm ra chế phẩm này, ông cùng với anh ruột tôi giáo sư Nguyễn Lê Dũng cũng bình tuyển các cái chủng vi sinh vật hữu hiệu thì người ta đưa vào chế phẩm này. Với những nhà khoa học, người ta hiểu biết, người ta có quan hệ quốc tế, người ta có khả năng phân tích bệnh tật, người ta làm thì chế phẩm ra mới đảm bảo được.